Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã thăm kiểm tra và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn công tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Thông tin 604, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Trò chuyện với cán bộ chiến sĩ đơn vị, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, nhiệm vụ của Bộ đội Thông tin Liên lạc trong phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tác chiến hiện đại. Bây giờ đó là trong thông tin đó là mình phải giải quyết cả hai vấn đề. Thứ nhất là hiện đại thì mình cũng phải cố gắng mình học, nhưng mà phải duy trì cái truyền thống, mới đáp ứng được trong mọi cái tình huống. Qua hệ thống truyền hình trực tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu 2 gồm Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406, Sư đoàn Bộ binh 316. Động viên cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các đồng chí triển khai thích ứng với các trạng thái sẵn sàng chiến đấu rất là nhanh, đáp ứng được cái yêu cầu huấn luyện. Đây là một yêu cầu rất là quan trọng. Chúng ta muốn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống thì việc huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những đơn vị mà chúng ta phải trực tiếp là sử dụng các cái trang thiết bị khí tài chiến đấu như là tăng thiết giáp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu 2. Trong 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, Chủ tịch nước đánh giá cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm và dự báo sát đúng tình hình, kịp thời phát hiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, đổi mới công tác giáo dục chính trị và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đầu năm đến nay, Quân khu 2 đã huy động hơn 3.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhiều lượt phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, 117 sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tích cực nắm chắc tình hình, tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, khu vực đóng quân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, tổ chức công tác huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch, quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức biên chế.